Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong bài này chúng ta sẽ đi học về sự giống và khác nhau giữa hai từ như sau. Đó chính là từ among và between. Trước tiên, hai cái từ này có một đặc điểm giống nhau như sau. Đó chính là giới từ chỉ vị trí mang tính ở giữa. Chính vì sự giống nhau này, nó gây ra những khó khăn nhất định cho chúng ta khi sử dụng hai cái từ này. Như vậy, tóm lại, hai cái từ among và between khác nhau như thế nào? Trong bài này, mình sẽ đi giải đáp cái thắc mắc này của bạn. Thứ nhất, từ among được sử dụng khi chúng ta muốn nói về một vị trí nằm giữa người hoặc vật từ 3 đối tượng trở lên. Còn between được sử dụng khi chúng ta muốn nói về một cái vị trí nằm giữa duy nhất 2 đối tượng. Cụ thể hơn, mình sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản như sau. Giả sử chúng ta có một viên bi màu đen nằm giữa 5 viên bi màu trắng. Thì lúc này bạn sẽ sử dụng từ among để miêu tả rằng viên bi màu đen nằm giữa các viên bi kia. Còn nếu như chúng ta có hai viên bi màu trắng là A, B và bạn muốn nói rằng viên bi màu đen nằm giữa ở viên bi A và B thì bạn có thể sử dụng từ between. Đến đây chúng ta sẽ đi tiếp một cái tính chất của từ among là mang tính không cụ thể. Còn từ between là mang tính chất cụ thể. Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ như sau. Giả sử đây chính là bạn. Bạn đang đứng giữa 5 cái người khác và bây giờ bạn có một đống tiền. Bạn muốn chia tất cả tiền này cho 5 người kia. Thì lúc này bạn sử dụng cho mình từ among, có nghĩa là chia sẻ cho tất cả các bạn khác. Vì thế bạn sẽ thấy từ among sẽ không mang tính cụ thể là ai cả. Còn bây giờ ấy, trong nhóm này bạn chỉ có thích 2 người thôi. Thì bạn sẽ sử dụng cho mình từ between, có nghĩa là chia sẻ cho người được chọn. Như vậy bạn sẽ thấy được từ between mang tính cụ thể. Chính vì vậy, điều cuối cùng ở đây ấy, chúng ta phải rút ra cái quy tắc như sau. Nếu hai người hoặc hai vật thì bạn bắt buộc phải dùng between. Nếu từ ba người hoặc ba vật trở lên thì bạn sử dụng between khi bạn nói đến sự tách biệt. Còn bạn sử dụng từ among khi bạn không nói đến sự tách biệt, tức tạo thành một nhóm duy nhất. Tiếp theo, bởi vì từ between có rất nhiều điều thú vị khác, cho nên chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn một số cách sử dụng khác của từ between. Ở đây mình sẽ chia sẻ 4 cách sử dụng của từ between. Cách đầu tiên, between dùng để nói về hai địa điểm. Ví dụ, chúng ta có địa điểm là nhà và công ty. Bạn đang đứng giữa nhà và công ty thì lúc này bạn có thể sử dụng từ between. Tiếp theo, sử dụng nói về hai mốc thời gian. Giả sử ta có từ năm 2023 đến 2026, hiện tại là năm 2024 thì bạn có thể sử dụng từ between. Tiếp theo là khi nói về hai mốc số đo cùng một than đo. Ví dụ chúng ta có minh nhiệt kế từ 0 đến 100 độ C. Hiện tại cái nước của bạn đã đun được đến 50 độ C thì lúc này bạn sử dụng từ between. Và cuối cùng, between dùng để đưa ra lựa chọn. Giả sử ta có hai nhân vật là A và B và cô gái đều yêu cả hai anh AB này. Bây giờ cô ấy phải đưa ra lựa chọn là cưới một trong hai người thì lúc này cô ấy phải sử dụng từ là between A and B. Ok, vậy rất nhanh chóng chúng ta đã đi tìm hiểu xong về sự giống và khác nhau giữa từ between và among. Hy vọng rằng với cái kiến thức trên sẽ giúp bạn sử dụng được hai từ này đúng vào.